mẹ mà nữ thần tự do đó có một lần Kiệt tiếp chuyện với mẫu mẫu châu Mỹ, mẹ người da trắng à, tóc vàng quá, rất là đẹp gái. Tiên mà mẹ đó là dưới quyền của mẹ mình, dưới quyền Phật mẫu, thì hàng năm Kiệt cũng thường nói chuyện với mẻ đó. Mẻ đó là cai quản ông Chọt Washington. Ông Chọt Washington là vua của nước Mỹ. Thì có một lần năm 2015-16 gì đó quên này, cái mẹ về mẹ nói, gọi là mẫu, mẫu cho Mỹ, mẫu cho Mỹ nói, con có biết nước Mỹ này sau này sẽ bị chia làm đôi. Mà thời đó khi nói câu đó, mình cứ nghĩ là làm sao nước Mỹ chia làm đôi được. Từ đây tới ngày đó, nghiệp quả của nước Mỹ mà không có người nào mà biết quay đầu và không có hiểu về tâm linh á, thì nước Mỹ sẽ bị cắt làm đôi và hai màu, màu trắng màu đen chia ra. Đến lúc mà Black Lives Matter mà thời ông Trump mà bị ăn hiếp á, cả cái vụ mà ông bị oan ức là cái tòa gì đó, chỗ hạ viện mà bị tấn công đâu phải lỗi ổng đâu, nó tự nó làm mà tự nó dán nhãn vô thì xém chút bị chia đôi. Nhưng mà tại sao hôm nay là không bị chia đôi? Đó cũng nhờ Thiên Long Sơn. À, Thiên Long Sơn có ba cái nhang, không có ba cái không có ba trái bom nguyên tử hay không có ba cái quả tiễn, nhưng mà có ba cái nhang thôi. Mà ký sinh sinh vậy vậy đó để xả cái nghiệp. Rồi đó là những năm đó, đến thời ông Trump cũng nhờ ba cái nhang, xin cho ông Trump đặt cái bàn thắng ở đây. Thì ông Trump tuy là bị ăn hiếp nhưng mà lùi lại ba bước, mới thấy trời cao đất rộng thì mới tính ổng lên. Thì hôm nay ổng trở về sắp sửa rồi đó, cũng là ba cây nhang, cũng nhờ Thiên Long Sơn.